thấy lên rồi đó. Thấy là lên tuổi lên rồi đó, cái tuổi lên chứ nhìn cái gì ba ba. Người ta có làm gì đâu mà làm gì kỳ vậy trời, người ta nói đang lên tuổi rồi đó. Anh kêu lên đi thì em lên này nè. Muốn vung cái quần luôn rồi nè. Gì em nói anh cái gì đâu đẹp trai quá, mặt đẹp trai quá à, cái mặt tự tự giống chú Văn Tiền kìa, chú Văn Tiền đâu rồi, trời ơi chú Văn Tiền thích gu này lắm á, ồ cái gu đó lắm á. Mà chú Văn Tiền làm tớp nha, ấy là ông làm chồng á, anh làm vợ nha. Trời ơi. Vui vẻ chú Văn Tiền đi. Kệ là bạn chu đích đó nha. Trời ơi, cắn ghê quá à. Ghê quá. Trời ơi, thời đại giờ cái gì nói tùm lum che không quỷ. Quyền. Mẹ nói thiệt với mày câu này nha. Ba ruột mày đó. Ông này hồi xưa hãm mẹ. Cái gì vậy? Tại sao? Cái gì mặt mày căng quá vậy Quyền? Hôm bữa ông đi khách, ông bị ông bút con nè. Rồi có nữa là vô tới luôn. Gu của anh là bóng kính vậy hả? Bây giờ trời vậy đó, ông giờ ông chơi mẹ lắng con luôn rồi. Không sao đâu con, nhưng mà ông lại chọn mẹ rồi. Ủa cháu ngoại của mình ra nữa sao mẹ? Thì cháu ngoại đúng không? Cháu ngoại đúng không? Thì nó kêu đó kia tao bằng mẹ ngoại. Bạn có được bạn với cái chơi vô bụi lầm. Vô mẹ vô ngoại luôn hả? Vô vô bụi lầm chơi trai cha. Mẹ có 5.000 không? Nè. 3 cây. Trời ơi. Mẹ ngoại. Còn gung quá tao, gung ghê luôn. Gung của anh, thấy không? Má hiểu chưa, gung gung hiểu quá. Ồ, tới chuyện luôn. Tới chuyện luôn. Gì là bê ba. Rồi, tao đang nhìn trai. Tao đang nhìn trai ngon kìa. Tao nhìn qua mày giống như chú Ung chú Ngục vậy đó. Thôi nhiều ba ruột mày đó. Ông không có hiểu được từ boss. Cái quan miếng đó miếng trong nhà. Mấy quan hay có làm gì nè? 20. 20. 50. Nghe nè anh, nghe nè anh. Ngồi tiền này luôn đi. Rồi sao? 50. Đâu có gì đâu, đâu có gì đâu rảnh. Hai bên mới chịu. Ủa, đồ đã vậy ha. Anh giữa nách em hủi con. Trời ơi, trời tao nhiệt tình vậy. Kệ luôn. Con. Ok em. Có 50 đi bê đen. Cảm ơn chị. Mẹ hủi con mẹ. Lo cho em. Quyền. Đó, tới chuyện. Cái gì vậy? Cái mùi cá lóc chết mà sao bám ứng như kỳ vậy trời. Quay. Bớt lưu bu đi. Ủa, ai làm vậy? Ê, bớt lu bu nha. Chỗ anh đang làm việc nha mấy đứa. Ủa gì qua tới bên này luôn à? Quyền, mày bắt đội này, cũng bắt hai đội kia đi. Trời ơi, đưa vô thế khó không mà. Nếu mà đội này là hai anh luôn. Ừ. Mày cho con hai cái nhíp đi. Làm gì? Anh uống quá phải gấp vậy. Bà nội cha mày. Cùng... Thôi bây giờ nói nghe nè, gu hai anh này biết được ai không? Đưa cụ mãn xà tinh vô con. Chú dán tiền á. Ông tính vào bạn tên lưng bên đây tên hùng hợp á. Mẹ cái tên các thi chết hay gì. Xích loài trên lớp đó vậy. Đường quá à, nhiêu tuổi rồi. Đổ rồi 25. Không, tao rồi, trong cái miếng nữa rồi. 21. Miếng nữa rồi 19. Lên 30. Lên nữa rồi, miếng nữa rồi. 31. Rồi. Ôi ơi. Lên thấy lên rồi đó. Thấy là lên tuổi lên rồi đó, cái tuổi lên chứ nhìn cái gì ba ba. Người ta có làm gì đâu mà làm gì kỳ vậy trời, người ta nói đang lên tuổi rồi đó. Anh kêu lên đi thì em lên này nè. Muốn vung cái quần luôn rồi nè. Ủa con bấy hả? Hả? Dạ má con xin lỗi, con nói lộn má. Con này thiệt là đáo đệ. Mọi người nhìn kỹ đi mọi người. Nhổng bên này nè. Bà nội nhổng cái gì
Tụi con gái thiệt đó nghe nghe. Ủa còn bánh không? Vậy nãy giờ có đi đâu xa vậy? Lại lấy lẻ lên. Ba ruột hả? Ba ruột con đó. Quyền. Nãy giờ con ăn cái người Trung Quốc nhí. Có gò mớ người ta. Thấy cha là tương tước tương tước hả? Coi mớ đi qua bé hai. Cái nhà này là không có cái cái nhà này không có phong tục mê trai. Đúng. Anh lấy đi cầm đi. Mày cái thứ của tụi mày, cái thứ tụi mày nói người ta rồi tụi mày không biết nhục. Cái thứ mày đưa luôn cái điện này nè. Cầm đi. Đây chưa? Trời ơi. Mẹ với chị hai đó. Mày đưa chai sữa cho chú đi. Cái chai sữa này là bây giờ là chai nước của mẹ đó. Con uống. Không cho chú uống được. Ê, ý mới rớt cái gì kìa ý ơi. Nụm đi con. Ôi trời á. Dạo này dạo mẹ dạo làm cái sao được. Sao con? Cái này là cái gì mẹ? Này cái gì hả? Cái này là cái gì mẹ? Màu ghe, màu ghe. Cái gì ấy rồi, ngoài gì hả? Dạ. Thôi ăn nè. Chị gan vậy nè. Bơi bơi nhìn không? Cái lắng nghe. Lắng nghe chụp hình nó đợi nó giờ. Ủa vậy hả? Qua đây, qua đây, qua đây. Thì đang bận quản phụ lẳng rồi, đợi xíu. Vô chụp. Đó nè. Hai chị em muốn có giật mình nha con. Trời ơi, vô đây không chụp với chị nha. Lên, chị em mình nó lên nè. Chút giờ chiêu cho cây cà lem. Ủa, sáng quá. Sáng, con chị sáng là con em phải sáng đúng không? Cái này nhỏ cháo luôn rồi. Nhỏ cháo à. Nhỏ cháo dễ thương quá à. Anh chụp giùm em được không? Rồi, ok nè. Full luôn nha. Mút cột luôn nè. Mẹ ơi. Hai. Con dâu của mẹ áo đen á. Xuất sắc. Hai ba. Hai. Xuất sắc. Mút cột. Cái cột mà mẹ muốn là sọc liền. Mẹ ơi, người đây. Đang nhậm cù lạc. Ủy mẹ ăn cho mẹ ăn. Mẹ ăn đâu. Nó. Chồng về con mát. Chồng về kìa. Chồng về kìa. Ê thằng kia. Quay. Đâu hả? Má chưa quậm được về rồi nghe nè. Chơi xin cắm bút dữ quá trời. Tôi biết là em cháo đèn quá hút à anh ơi. Ba rồi mấy nè cài á cài cảm ơn chị mẹ chẳng đâu xe nè. Tú ơi. Em hôm về. Tú bận rồi. Phụ Tú. Tú bận rồi. Tôi để cho anh em đứng với nhau tán gẫu. Thôi. Ăn ra đi. Thôi khủng quá. Đang nhai cái vô kỳ quá. Quẹt phải không? Hả? Đại đi, đại đi. Đây ba. Ba bịch bốn trứng không ta? Nguyên ra. Có tiền đi thôi, con cầm tiền rồi con nhét túi hoài nè. Mọi người vô năm năm nghe nghe. Rồi chặn cái chân ơi, cho sân xe muối nha. Nhét túi giả tôi chết giờ. Bán anh lấy tiền tôi nhét túi hoài. Vậy. Ba bệnh. Cho mẹ uống á. Ba bệnh luôn. Vậy nha. Vậy bốt chân đừng chơi lấy bịch này nha, hai lần rồi đó. Thôi bỏ đi, bỏ đó. Cái lóc này á, nãy giờ mười mấy cái rồi đó. Lâu. Thôi con. Con hỏi cái bút bà nè. Ủa chuyện gì xảy ra vậy má? Hả? Ủa bà đang làm chuyện gì lớn lao lắm hay gì? Hả? Ôi ơi. Bữa má nào nói con này không cắn đúng không? Là con này á hả? Bữa mình gờ nó không có cắn không chị? Không. Đó, đụng nó vô nó phải vậy đó. Con này con bự con lắm. Chó cắn, chó cắn. Nó không giữ. Mấy phần? Dạ ba phần với 4 cái chín. 80. Cảm ơn em. Em đưa nhiêu à? Em đưa 500. Dạ. Rồi. Mấy chị. Kế tiếp luôn. Thôi ơi. Vậy cho nắm tay cái đi. Này nắm tay nè con, ôm cái coi chỗ ôm quá. Cảm ơn con nghe. Cảm ơn con nhiều nghe. Tối về ngủ không có giật mình nghe gái. Đừng nói mẹ nhà cắt tóc giùm nha. Đâu tiền nào? Của ai? Đủ rồi hai phần. Để nói mẹ nhà cắt tóc giùm. Là kênh cái tiền sự cố đó nha.
mười người vô, mười vô chắc đem xì phố vô cha đồng với mê lóc chúc năm nha. Cha đồng đẹp trai lắm nha mọi người. 25 × 8 200 ba phần đúng rồi. 25 × 8 nhiều. 25 × 8 200 25 × 8 200 không tính ra luôn không. Ủa má ơi cái đầu mày hôi uổng gì hồi đó bà đâu có cho tôi đi học đâu tới cái môn nó gặp thầy giáo nó nghỉ luôn chị giờ mấy phần chứ được qua vậy ba phần nè không ba phần bốn không sao không sao không sao đây mấy phần nữa vậy ba phần đi anh bốn trứng nè ok nè bốn trứng ủ là la nè bây giờ là 10:30 nè cảm ơn các bạn bây giờ đến bây giờ cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. À, 4 bao nhiêu? 3 phần luôn. Quá trời luôn. Trời ơi, bà thấy cha đẹp kìa, nãy giờ mấy cái gì vậy mẹ? Ai cũng gì hết trơn á. Mấy bịch nè. Hai bịch đi, hai bịch 40 à, tại vì hết chín á. Dạ. Trời ơi, ghét luôn quá à. Kinh cho anh sáng đi. Không anh, khỏi đưa tiền anh, em về chơi đi anh. Đụng tới tiền là căng thẳng nghe, đụng tới tiền là căng thẳng nghe, nghe. Đụng tới tiền rồi, không còn chai chiếc gì nữa nghe. Sao đi khuya vậy trời? Ờ, xem nha. Nhiều rồi, hôm nay đi khuya mới khỏi sức hại. Trời ơi, con quen. Con quen. Bỏ kia mẹ em bên, con bên. Cái ông này hồi đó ông là còn con trai thẳng nè. Ông quầm mè đó con. Mẹ về mẹ đem ghế về luôn nè. Bà nội cha mày. Con làm cái chưa? Anh em về đi. Được rồi, được rồi. Anh em về không sao không? Trời ơi. Nước mía này ai bán chứ vậy chị? Lấy khăn giấy cho mẹ lau. Mẹ đây. Mẹ dám uống số tao coi. Để cho mẹ. Bắp hết rồi, chú đánh tiền. Anh đi bán gì qua vậy? Muốn lấy còn gì vậy? Cảm ơn nha. Bây giờ còn đây anh lấy chị, lấy anh hay còn. Cái này đâu rồi?